Bạn mày, các bạn đang xem đó chính là màu 4 trong tay của game thủ chim sẻ. Không bóng gỗ nào gần nhà và rất mong có voi hiêu để có thể đánh theo kiểu ăn thịt voi hiêu trước dành cho game thủ chim sẻ này. Tránh cá voi đen nhá, tránh quang trần nhá. Vâng, như vậy giờ đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ thì mỏ quả đầu đã có rồi. Vâng, chào anh cái, xong anh bảo thằng này bình luận chán bò mẹ. Cày thế nhờ. Biết thế không chào. Khó chịu thật đấy. Không voi và cũng không hiêu nên chắc là chim sẻ đang sẽ thiết kế chèo BG để khai thác mỏ quả đầu 6 cây của mình thôi. Đây là máy của game thủ 98 ở trong trận thiếu này. Một bài đấu mà đang có một mỏ quả đầu, một mỏ quả phụ. Rừng là rừng dừa tới từ game thủ 98. Khả năng dành cho một bài đi dâng A. Tránh đức tiệp nhá, tránh tên tiếng Trung nhá. À, tên tiếng Trung hay tên tiếng Hàn thì đấy, nói chung là ngoằng ngoằng quá. Và tránh Trung Công Tử nhá, tránh Thắng Kiều nhá, tránh Nguyễn Ngọc Dương nhá, tránh Trịnh Đoàn nhá, tránh Khả Long nhá. Ở à, bây giờ đầu tiên đến thủ 98 đang chưa đổ lùa về nhưng quả phụ thấy luôn rồi. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn GDC Debris Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế cấp trọng tốt nhất và nổi tiếng nhất của GDC. Ghế dùng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi GDC, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế GDC Debris Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sự tuyệt vời dành cho bạn. Anh em thể truy cập theo đường link mà mình đã ghim phần comment để xem chiếc ghế tới từ nhà chợ GDC chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là một máy của game thủ chim sẻ với bài đấu đang có được hai con voi trong trận thiếu này rồi. Vâng, đưa voi về thôi. Ok 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 anh em ơi. Ồ, như vậy là chưa chuyển ra được máy của game thủ U98 à. À đây đây đây, máy 98 đây anh em xem nãy giờ đúng không? Đây đây, mình đang máy sẻ, sorry anh em. Nãy giờ thì ông nào giờ chiều nay quay kèo solo này chưa tắt cái chế độ chuyển màn hình máy đi, mình đã chuyển đang đây rồi. Và đây là một máy game thủ chim sẻ trong trận đấu này với con voi thứ hai được đưa về. Nãy giờ thì anh em theo dõi máy game thủ 98, rất xin lỗi mọi người. Và đây con voi đưa về. Con voi thứ hai dành cho game thủ chim sẻ, cả hai nhà đều là rừng dừa ở trong trận thiếu này. Và đến với trận đấu này thì vẫn rất mong anh em thể inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ nắng hoặc fanpage chim sẻ food để có thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k trên 1kg free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì chim sẻ food cũng đang mới về một món mới, đó chính là gà ủ muối hoa tiêu. Đang có khuyến mãi đặc biệt cho anh em trong tuần này với giá 230k trên một con free ship trong nội thành Hà Nội. Bên cạnh đó thì chim sẻ food đang tuyển cộng tác viên cũng như là đại lý bán hàng trên toàn quốc. Anh em nào muốn đăng ký trở thành cộng tác viên đại lý bán hàng của chim sẻ food thì có thể đến tại văn phòng của FBS hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo 0832986999. Rất mong được kết hợp cùng với anh em trên mọi miền tổ quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều. Khi anh em trở thành đại lý cũng như là cộng tác viên của chim sẻ food thì các bạn sẽ được nhận rất nhiều những ưu đãi tới từ chim sẻ food luôn. Hy vọng được kết hợp cùng với anh em. Và bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với màn máy game thủ chim sẻ. Đây là bài đấu mà đang có được 4 voi và quả phụ. Điều đầu thì sắp mép đồ lên rừng dừa trên kia thì chắc là chúng ta cũng không cần ăn đến. Vì đồ ăn chúng ta trong trận thiếu này cũng đang khá là nhiều. Với 4 con voi và một quả phụ nữa. Giải quyết con voi này thôi. Đây là con voi được đưa về. Đây là mỏ quả. Mới có một vị trí đóng trước nhà BG được dành cho anh vụ chim sẻ. Một quả phụ 5 cây. Trái 5 fan nhá. 5 fan. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ vào livestream nhá. Không biết là anh em có dự đoán như thế nào về tỷ số trong kèo xeang này. Kèo 22 xeang khi mà sẻ kết hợp cùng game thủ 98 đối đầu với Tiểu Thủy Ngư và game thủ Đồ Thánh. Anh em có dự đoán như thế nào thì có thể để lại ở phần comment cho mình tham khảo ý kiến của anh em xem nào. Tôi thì vẫn dự đoán có một chút gì đó nghiêng về bộ đôi của chúng ta. Còn không biết là anh em có dự đoán như thế nào. Có anh em nào dự đoán chúng ta thua 0-5 không? Chào anh Lê Ta nhá. À, vâng, vừa chào xong lại bảo thằng Hải bình luận chán VL. Cày thế nhở. Dạ, số điện thoại của chim sẻ food anh em có thể liên hệ để trở thành cộng tác viên với đại lý là 0832986999 ạ. Em chào anh Đào Duy Khánh nhá. Ồ, có rất nhiều anh em dự đoán với tỷ số 5251 như vậy chúng ta. Thêm chưa nhà BE nữa. BM sẽ đóng mặt này luôn, vào đây sẽ là BA. Bài đầu đánh chắc nhà thì cho chủ chim sẻ với 26 dân cộng 1 sẽ kích tầm 10 người. Cho anh Hoàng Văn Thụ nhá. Cho anh Hoa Tuấn á. Cho anh Dương Văn Quyết. 13% và 10% nữa chỉ số dò bên phía đối bạn. Trận này thì sẻ vẫn lên đời sớm. Nói chung là kích cũng chuẩn thôi. Không có gì lệnh lại nhiều. 10-07 với 26 dân cộng 1 luôn. Khét nhè. Cho anh Đinh Văn Lanh nhá.
Rồi, cơ cấu nâng cấp trần gỗ và thêm siêu nhà bé thứ ba tại cánh rừng dừa. Sao không đóng ở rừng thông? Rồi, quyết định đóng ở rừng dừa. Tới đây, vụ chim sẻ với một quả này. Thấy Nam Aten nhá. Rồi, bây giờ về xoa ruộng thôi. Lực quả không còn quá nhiều. Voi cũng gần hết rồi. Cơ cấu xoa ruộng thôi. Tiếng game chưa giao tranh thì nó bé, nhưng mà tí nữa giao tranh nó lại to thôi. Rồi, chào Hải Mojia nhé. Này làm hai kèo 5-1 là đẹp. Ok anh ơi. Cho anh hưởng đặng nhá. 15 và 14% chỉ dòm phía đối bạn. Liệu rằng người dòm 15% bản đồ đến từ tiểu những người có làm một bài đấu đi dâng A hay không? Thì chúng ta cũng chờ trên toàn liệu nhá. Rồi, 3. Để từ bài đấu này. Và 98 thì thông tin bảo vệ là anh 4A. Đây là máy kích thủ 98. 25 dân cộng 1, nâng máy xe và sóc dân. Và bắt đầu bo bế nhà cửa mình. 4 nhà BA đã thiết kế. Đẩy xe dò xuống 6 giờ nhưng mà không thấy ai chứ kích thủ 98 cả. Xe bây giờ mới lên đời. Em chào anh Bèn Tà Lộ nhá. Đang đẩy xe dò xem ngư ở cánh nào. Chúng ta có những cái đấu pháp. 98 trận này đánh 4A thôi. Vâng, tiệm thị ngư ở cánh của 98 thôi. Bài 15% này khả năng đi dâng A đến tiệm thị ngư là rất cao. Tránh Hải đắc nét nhá. Vâng, và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này thì vẫn rất mong anh em thể inbox vào fanpage của game thủ chim trẻ nắng hoặc fanpage chim trẻ food để thể đặt hàng thịt trong các bếp với giá 600k trên 1 kg. Free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và hiện tại thì chim trẻ food cũng đang về món mới, đó chính là gà ủ muối hoa tiêu. Đang có chương trình ưu đãi đặc biệt cho anh em với giá 230k cho một con, free ship trong nội thành Hà Nội. Bên cạnh đó thì chim trẻ food đang tuyển cộng tác viên cũng như đại lý bán hàng trên toàn quốc. Anh nào muốn trở thành đại lý hay là cộng tác viên của chim trẻ food thì có thể đến tại văn phòng của FS hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo 0832 986 999. Rất mong được kết hợp với anh em trên mọi miền tổ quốc. Và khi anh em trở thành cộng tác viên đại sứ cộng tác viên cũng như đại lý của chim trẻ food thì sẽ có rất nhiều ưu đãi đang chờ đón anh em luôn. Và đây rồi, đây là một quả của game thủ tiểu tình ngư mà game thủ 98 bắt đầu khai thác vào. Rồi, đang bắn vào nhà tiểu tình ngư đây rồi, khả năng tiểu tình ngư đi dâng A là rất cao. Nhà máy cũng sẻ đang đối đầu với người cầm 17 đổ thánh. Và đúng là tiểu tình ngư sang bắn sẻ rồi, dâng A rồi. 5A tới từ game thủ tiểu tình ngư, và sẻ đang đối đầu với cung R đội bạn. Hai nhà đối phương đang cố gắng để xúc vào nhà game thủ chim trẻ nắng một bài và sẻ đánh 5A. Xong trận thiếu này. Và hay là tơn đầu ngư tạt chéo. Tạm lại là 41 tới từ cái vụ chim sẻ đang mất một mỏ gỗ rồi. Tấn tiếp theo nở ra để có thể cân đôi dành cho cái vụ chim sẻ. 1 vs 2 luôn ở trong tình huống này. Cân cả tiểu tình ngư cũng như là cái vụ đổ thánh, nhưng lượng quân đội bạn đang có ở đây là khá đông. Sẻ đang cố gắng điều rờ với cả hai nhà bên phía đội bạn. Trong tình huống này có cua dưới dốc một máu kìa. Rồi chết rồi. Ok, cân đôi được nhá. Chưa có tấn tiếp theo tới từ cái cầm 17 thì sẻ vẫn thủ thoải mái trong tình huống này. Tạm lại là 37 tới từ cái vụ chim sẻ. Và tấn tiếp theo nở ra đội bạn cũng có tấn mới, nhưng tấn này ta đỡ được nhà rồi. Nhận được thêm 100 thịt của game thủ 98 bơm cho để có thể đỡ nhà và bắt đốt những con cung R đi móc máy của game thủ tiểu tình ngư thôi. 98 cái bên này tham lai là số là 56 và đang khá là khỏe khi đối đầu với tiểu tình ngư. Bắn được khá nhiều những cơ sở làm ăn bên phía đội bạn rồi. Bây giờ thì tiểu tình ngư đang kéo quân về đỡ game thủ 98. Do là tiểu tình ngư đi tơn đầu nên 98 sẽ phải khỏe hơn tiểu tình ngư ở cái bên này. Đội bạn chấp hẳn một tơn cung R rồi mà 98 cũng thắng cánh nữa thì hơi khê. Nên chúng ta và có lẽ là lên gỗ 2 và nâng tăng A đi em ơi, lực khỏe quá kìa. Vâng, pha vẩy E từ thủ 98 để có thể bắt quân của tiểu tình ngư nhưng không thành công. Một dãy nhà BE từ phía khu vực sắp ép đồ giữa hai nhà. Tham lai là số là 61 dành cho em. Còn một cái ruộng chưa làm đấy. Một cái ruộng ở góc 6 giờ chưa làm. Và đây là máy của thủ chim sẻ với tham lai là 52. Như vậy là cái thủ chim sẻ đang gọi 98 sang kê cho mình một tơn, bởi vì tiểu tình ngư dường như chuẩn bị có một tơn tạt. Khả năng là có một tơn tạt anh em ạ. Và 55 trên 60. Và bây giờ thì tiểu ngư đã bắn trong nhà của game thủ chim sẻ nắng đây rồi. Chúng ta có con máy của game thủ U98 với tham lai là số là 71 đang bắn vào những con cung R của game thủ 1 game thủ tiểu ngư. Và cố gắng bắn cung R các bạn nào. Và đây là nhà cầm 7 tạt luôn tới game thủ 98 để hỗ trợ cho game thủ chim sẻ nắng khi mà sẻ chỉ là một bài đấu cầm chân nhà của đối phương, cầm chân nhà của mình thôi, cầm chân đội bạn ở bên nhà mình. Và 98 sẽ là người khỏe chủ lực bên phía chúng ta. Tham lai game thủ 98 là 78 và 11 đang về thủ nhà cho người cầm 7. Cỗ 2 đã có tới từ game thủ 98 5 nhà BA rồi, nhưng mà tên này bạn kéo quân về là rất đông nhá.
Ông ấy kéo quân về rồi. Bắn lại nhà tiểu tướng một tên nữa. Tham Lai 76 thì thủ 98 và đang rất là khỏe trong trận đấu này. Chúng ta có mặt máy của game thủ chim sẻ với Tham Lai là 43 đang đụng nhà của game thủ 7 và sẽ lọt nhà của đối phương game thủ Đồ Thánh ở trận đấu này. Khi mà sẻ lọt như thế này thì 98 sẽ là đưa về thế khỏe nhất map và tiểu Đồ Thánh quýt luôn rồi. Tỷ số đã mở dành cho bộ đôi chúng ta trong kèm xe 1-0 dành cho bộ đôi chim sẻ đáng cũng như là game thủ 98 của buổi tối ngày hôm nay. Một trận đấu khá ổn dành cho bộ đôi chim sẻ đáng cũng như là game thủ 98. Với tên tự thủ của game thủ chim sẻ, sau đó thì 98 có một tình huống tạt chéo để giảm áp lực rồi. Chiến thắng đã có dành cho bộ đội chúng ta và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai ngay sau đây. Hải Bảo Hưởng cười lên nào à? Ok. Yes. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai rồi, 1-0 cho bộ đội 98 và chim sẻ rồi. Vẫn là màu 4 tới từ game thủ chim sẻ và 98 vẫn lấy màu 1 của mình. Không bóng gỗ đâu gần nhà đến đất bán sa mạc. Vậy ta cùng xem là có voi hiêu gì hay không khi quả đầu đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây và có mỏ hiêu lên quả đầu 7. Xin lỗi các bạn, một mỏ hiêu ở gần với cánh rừng dừa trong trận đấu này, và nếu được nhất thì là đóng hết nhân đôi để khai thác cả hiêu và cả gỗ. Và một chiếc BS nhìn hơi xấu, được đối thủ chia sẻ rồi. 3 dân phi mà hiêu vẫn nhảy luôn, ảo thế. Đây là hết đầu để có thể khai thác cả hiêu cả gỗ. Thế thì đối thủ chim sẻ đáng với bài sen của mình. Mini game quay ra số đó chính là 87 nha anh ơi. Con số may mắn trong buổi tối ngày hôm nay là 87 ạ. Thắng có tệ không bị luyện viên, cái này thì em lại không biết anh ơi. Chắc là cũng có thôi, nhưng mà được bao nhiêu thì em lại không biết anh ạ. Rồi, đây là mỏ hiêu dành cho anh thủ chim sẻ, hiêu đầu với 5 con hiêu, quả phụ thấy luôn rồi. Hơi đáng tiếc khi mà cánh rừng này là rừng dừa và nhìn rất là mỏng. Có thêm cả voi nữa luôn, bài đẹp nhá. Đẹp về đồ ăn. Còn thế thì chưa biết, ở nhà thì một lát nữa ta đi dò thêm mới biết được. Rồi, con hiêu này không ra luôn rồi các bạn ơi. Ở đây, bây giờ nó mới ra, tiết luôn, xong rồi. Như vậy là hiệu đầu 5 con được giải quyết, có thêm mỏ hiệu phụ nữa. Phải đấu khá là nhiều đồ ăn. Bây giờ chúng ta cần đi tìm thêm những cái rừng, lại là rừng dừa. Và đây là một máy của game thủ U98. 98 đang có những đi dò với hiệu và voi. Phải đấu đánh theo kiểu ăn quả trước tới game thủ 98. Hiệu đầu đôi voi, rừng thông. Nhìn nhà đẹp, khả năng lại được cầm chủ lực tới game thủ 98 rồi. Và này với nhánh của tiểu tướng ngư thì chúng ta sẽ không bung hai nhà chính nhé các bạn. Bung hai nhà chính bị xử thua nên là chúng ta sẽ không bung hai nhà chính. Đây là con voi tiếp theo, con voi thứ hai là được game thủ chim sẻ đưa về trong trận thiếu này. Xin lỗi, được game thủ 98 đưa về trong trận thiếu này. Yêu đầu hai voi và chuẩn bị thiết kế chiếc S đầu tiên. Bố đầu gần nên là S đầu sẽ có từ cũng khá là sớm từ game thủ 98 thôi. Đây sẽ S đầu để cho em nhét một dân hai dân gì đó bên trong. Rồi, ok, S đầu. Thêm vòng nữa đi dò tìm món quà. Con sẻ thì đang giải quyết con voi về nhà chính cho mình. Các bạn thấy S đầu sẻ nhìn rất tù rồi. BG khai thác quả phụ, có thêm con voi thứ hai. Nói chung bài này thì rất là nhiều đồ ăn. Thêm những cái rừng thông ở mặt 3 giờ nữa để chúng ta có thể cơ cấu và khai thác gỗ trong đó. Và đến với trận thiệu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn GDCHE Delivery Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế cầm thập tốt nhất và nổi tiếng nhất của GDCHE. Ghế dùng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền, thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi GDCHE, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế GDCHE Delivery Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm dùng tuyệt vời dành cho bạn. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để xem chiếc ghế tới từ nhà chợ GDCHE chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. 98 sẽ đánh trách nhà và dường như là sẽ cho người đi dâng với cái bài đấu này của mình. Nhìn thấy bài xấu. Vâng, 24 dân và dâng Nga. Đấy, bắt đầu gom dân để chuẩn bị đi dâng đây rồi. Dâng đúng cánh luôn. Vâng, kích đời ở 7 phút 06 với 24 dân dành cho thủ chim sẻ. Thêm một chiếc nhà bè nữa. Vâng, đến với trận đấu này thì vẫn rất mong em thể inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ nắng hoặc fanpage chim sẻ food để thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k trên 1kg, free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì chim sẻ food cũng đang về món mới, đó chính là gà ủ muối hoa tiêu. Anh em nào muốn đổi món thì có thể inbox vào fanpage của sẻ để có thể đặt hàng gà ủ muối hoa tiêu đang có khuyến mãi đặc biệt với giá 230k trên một con, free ship trong nội thành Hà Nội dành cho anh em. Bên cạnh đó thì chim sẻ phúc cũng đang tuyển cộng tác viên cũng như là đại lý bán hàng trên toàn quốc. Anh em nào muốn trở thành đại lý hay là cộng tác viên của chim sẻ phúc thì có thể đến tại văn phòng của FS hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo là 09 8
0832 0832 986 999. Rất mong được kết hợp với anh em trên mọi miền tổ quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hải ơi, cho em hỏi 11 này sẽ có về Nam Định không ạ? Cái này thì anh cũng không biết lịch em ạ. Anh thì chỉ biết là bảo bình luận ở đâu thì anh bình luận ở đấy thôi, chứ còn đi đâu hay là làm gì thì tất nhiên là anh không biết được rồi. Chào anh Phong Hải nhá, chào anh em. Rồi, thêm chiếc nhà bé nữa, màu ba cánh này, đó chính là cái trụ tiểu tình ngư. Cẩn thận không phải bị nhốt hai giật đi dâng. Và bắt đầu tăng A dành cho game thủ chim sẻ đây rồi. Chào anh Vũ Hoàng Hiệp nha, chào anh em. 5A, đưa bài đấu này. Bỏ bài đấu đi dâng A và dâng vào nhà của game thủ Tiểu Tình Ngư. Và bắt đầu bị Kene tới từ Đổ Thánh. Và cảm ơn anh Nguyễn Tuấn nhá, thank you anh. À, làm ngay một lỗ luôn. Nhưng mà thêm một mỏ hiệu nữa. Vâng, đang bị Kene và BA đi dâng tới tụi chim sẻ rồi. Rồi đập đi. Có bánh xe mà ta đừng quên đập rồi. Đập E cũng như đập dân đội bạn. Đội bạn ra khóa đây rồi. Vâng, 32/40 là thắp lại tại dành cho thủ chim sẻ bị nhốt mất một cung R. Đang chạy đến tận ruộng chính của người cầm 7 đây rồi. Lao vào bán ruộng chính đối phương luôn. Cầm 7 là người cánh sẻ, còn Tiểu Thính Ngư là cánh nguyên thủ 98 luôn. Và đội bạn bắt đầu có cung R rồi. Ông này không đóng A. Và ông 7 này kiểu gì này, màu 3 có thêm tân quân ở đây nữa. Sẽ mất cung R bị nhốt rồi. 36/48 là thăm lại tại dành cho thủ chim sẻ. Ơ sao Tổ Thánh ấy không đóng BA nhở? Vâng, quýt luôn này, 2-0 nhờ chúng ta, ảo thế. Hôm nay sao không đóng A nhở? Ơ đây đóng 2A này. Và ông 7E và BA của thủ chim sẻ đang trong bắt tay, bây giờ không đóng A luôn ạ. Ảo thật đấy. Rồi đây rồi, như vậy là màu 2. Đó là game thủ chim sẻ. Vậy sẽ đổi cho màu 2 à? Bộ đầu khá là gần với bài đấu này dừng ra. Hãy cùng xem là đồ ăn trong trận đấu này sẽ như thế nào. Rừng rất đẹp. Quả đầu đây rồi. Thêm cái rừng nữa luôn. Hai rừng già. Mỏ quả dường như có 6 cây thôi. Ở đây sẽ trên nhà BG để có thể khai thác mỏ quả này. Quả đầu 6. Rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ cho live stream ạ. Có thêm cái rừng thông nữa tới từ vụ chim sẻ. Một thế bài khép góc 3 giờ. Nhìn qua thế bài đẹp đây rồi. Chào anh Đức Căng Ta nhá. Cái anh Tạ Hiển đã gửi sẻ 50 sao ạ. Hôm nay đánh sớm anh em ơi. Đánh hai kèo chạm 5 này là nó khá là lâu. Như hôm trước đánh tới hơn 11 giờ mới xong cơ. Và những lý do đầu tiên dành cho thủ chim sẻ thì đang chưa có đồ lùa về. Cái rừng quanh nhà như thế này, đồ lùa về thì chưa có. Chúng ta có mặt máy của game thủ chim sẻ. Xin lỗi, đây là máy game thủ 98. Một bài đấu cũng đang đọc BG trước thì game thủ 98 nhưng mà chưa có đồ lùa về. Hai bài đều đang chưa thấy đồ ăn. Đây có quả phụ, hai quả phụ thì game thủ 98 trận đấu này. Rồi có con voi tốt quá.
Vâng, và đến với trận đấu này thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn Zidane Debris Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế cấp thắng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Zidane. Ghế sụn chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi Zidane, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế Zidane Debris Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm sụn tuyệt vời dành cho bạn. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để xin chiếc ghế tới từ nhà chợ Zidane chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là các bạn có thể thấy một tình huống mà sẽ gặp hai sư tử và chết mất một dân rồi. Đeo một quả phụ thế cựu chim sẻ. Hai hiệu hai quả đối thế em đời, nhưng đây là bài xấu chết dân. Bạn đã cố gắng lùa mỏ hiệu này về. Và thêm trên nhà bé nữa tới đối thủ chim sẻ. Kinh đời rồi, như vậy là 7 phút 4x. 26 dân trừ 1 và chết dân nhưng mà vẫn kinh đời khá là ok. Đây là một máy của game thủ 98. 98 đang có thêm 2 con voi được đưa về. Bài đấu 2 màu quả phụ game thủ 98 và đi dâng nha. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh trong trận đấu này thì vẫn rất mong anh em thể inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ hoặc fanpage chim sẻ food để có thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k trên 1kg free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì chim sẻ food đang về món mới, đó là gà ủ muối hoa tiêu anh em nhé. Anh em thể đổi món gà ủ muối hoa tiêu đang có cái mã đặc biệt trong tuần này dành cho anh em với giá 230k trên một con free ship trên nội thành Hà Nội. Bên cạnh đó thì chim sẻ food cũng đang tuyển cộng tác viên cũng như là đại lý bán hàng trên toàn quốc. Anh em muốn trở thành cộng tác viên đại lý bán hàng của chim sẻ food thì có thể đến tại văn phòng của FF hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo 0832 986 999. Rất mong được kết hợp với anh em trên mọi miền của tổ quốc. BA BM bài đấu dâng A treo cánh, như vậy là đội bạn không lên đời. Hai nhà đội bạn lại không lên đời trận đấu này anh em ạ. Hai nhà 26 dân không thấy ai lên đời này, ảo thế. 10-08, 26 dân cộng 1, em trai Vũ Quang Dũng nhá. Các bạn có vẻ hơi yếu nhỉ. Đội bạn. Đây, còn thêm mỏ hiêu lên nữa. Ok, chưa đến giờ lag. Tầm 9 giờ. 2A rồi. Bài đấu dâng A tới thủ 98. Vâng, thế bảo dâng 5A. Vâng, đây sẽ là BA thứ 4. Để xem 98 dâng A để xem ai sẽ người đầu cánh thủ 98 trong trận đấu này. Mỏ 3 góc 11 giờ, đó là game thủ Tiểu Thế Ngư. Thêm một con voi nữa để có thể gắn hoàng tới game thủ 98 ở trong tình huống này. Ui, tí đi, lần đầu tiên 5A.
đều rồi. Hết voi kìa. Tiểu tiên ngư đầu cánh này anh em nhá, hai anh em sẽ kết hợp cùng với nhau để có thể xúc vào nhà tiểu tiên ngư thôi. Đời sớm nhất tới thì 98 luôn rồi. Tân đầu tiên 5A, tân 2 5A đều, nhưng mà đóng e đi. Đây rồi, cũng rồi, tiểu ngư cũng là 5A. Tụ quân nào. Đợi xẻ. Chưa thấy 17 đến nhà 98. Đang có một tình huống đi vòng. Đến rồi kìa, đến rồi kìa, đến nhà rồi kìa. 17 đến nhà kìa. Đây, 12 giờ. Và như vậy sẽ gọi 98 vào mặt kia. Rồi kéo hai tên ra mặt này này. Và thăm lai là 38. Tới từ vụ 98 bắt đầu lao vào. Sẻ cũng đang lao vào bên trong rồi. Đây là máy của vụ chim sẻ. Sẻ thăm lai là số là 48 đang đấu quân tại mặt Yamaya bên phía đối phương. 17 đã đi quản nhà vụ 98 nên chúng ta phải nhanh chóng đánh vào nhà của vụ tiểu tình ngư. Ít nhất là phải đánh yếu hay là thế nào đội bạn. 17 sang cứu tên 2. 4A thế thì có 17, 98 chú ý quân kìa. Đi vòng có cái dừng già rồi kìa. Tham lai là 50 tới được cái vụ chim sẻ. Đang xúc 17 bên ngoài. Tần tiếp theo có một con da muộn. Gì đấy. BA thứ 5 được thiết kế, gỗ 2 đã có luôn. Tới được cái vụ chim sẻ đây rồi. Ngoài đánh 4A lên gỗ 2 sớm và sau đó sẽ tăng A. Phát triển đều. Tham lai là 54. Mẫu 7 đang đưa quân ra đấy liên tục để có thể đỡ nhà cho cái vụ tiểu tình ngư. Và đây là một máy của game thủ 98. 98 tham lai là 40 đang áp lực mặt 12 giờ nhà đối phương. Và đi vòng thêm tên nữa tới game thủ 98. Một con vẫn đi ra cánh rừng già đây phải. Đây rồi, đây là mỏ gỗ đối phương. Hit and run làm tặng tôn dân này. Rồi vào đây, vào đây, vào đây. Đây này, quân đứng mặt trong này. Quân vào bên trong thì sẻ ơi. Đây là sẻ lên rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, 98. Tuồn vào đây, tuồn vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây, đang chơi rồi, đang chơi xong rồi. Và thắp lại là 64 tới từ thủ chim sẻ trong trận đấu này. BA thứ 6 được thiết kế luôn. Mẫu 7 cứu phía sau nhá. Bắn nhanh vào 3 đi. 98 thắp lại là 43. Khả năng là phải lùi ra trong tuần này. Ở nhà 98 vẫn đang bị mẫu 7 quản khá nhiều. Và đang vẩy e để không chúng ta chạy ra. 98 đang bắn e để có thể rút lui tân cung lở mình. Và vẩy e rất hay tới từ game thủ tiểu tử. Dân này đã đóng được e này và 98 bị bắt tân quân bên trong nhà đối phương rồi. Nhưng mà 7 vẫn đi quản kìa. Tham lai game thủ 98 là 33. Bài đấu đi dâng A. Đang cố gắng giữ dân, giữ tham. Đây là một máy của game thủ chim sẻ với tham lai là 70. Lao vào mặt 12 giờ ở đối phương. 8 ra mặt trước sẻ lại lao vào mặt 12 giờ rồi. Đây cũng vừa tiểu ngư, nói chung là trận này tiểu ngư không khỏe ấy. Bắn nhiều như thế này rồi, có điều 17 chưa mất gì thôi. Và chúng ta thì bị bắt quân khá nhiều ở trong những tình huống lao vào nhà đội bạn như thế này. Tham lai còn 71 tới từ cái vụ chim sẻ. Đang cơ cấu phát triển ra ruộng. Ây à, dân của đội bạn này, ui già. Phải e tên này thiêu quân lấy dân rồi. Bạn đập luôn này. Tôi lấy dần tới đây, vụ chim sẻ đáng. Đối phương quyết định chạy ra. Đã đào đủ vàng vào BC thôi. BC rồi, nâng đầu máu chưa? Vẫn đang 70 máu. Lên cái đầu máu tới vụ chim sẻ nữa. Và bị bắt tư quân bên trong nhà đội bạn. Vụ 98 tham lai 4x. Trong một bài đấu đi dâng A vẫn đang giữ tham rất tốt tới đây, vụ 98. Màu 3 tham lai cũng chỉ cân với 98 thôi chứ không hơn được bởi vì bị bắn nhiều như vậy. Màu 79 giờ. 79 giờ. Quân đang đứng đây. Bốn mươi mốt là thắp lại tại dành cho bài đấu của game thủ 98. Rồi màu ba bắt đầu tràn ra, bắn đi. Đã có gỗ 2, sẻ tiến lên xong cái đầu máu rồi. Nhưng BA của 98 thì đang bị đốt bởi người cầm 7. Đây là nói của game thủ chim sẻ, thắp lại là 86. Đánh về thế trận phát triển lâu dài thì có lẽ nên bung nhà chính ra đào vàng dần đi là vừa. À, phút thứ 24 rồi. Và đội bạn đang ốp A của game thủ 98 và sẻ đang muốn bắt đơn quân này của người cầm 7. Khá đông quân của game thủ Đồ Thánh đang ở đây. 98 kéo quân về đây để có thể đóng quân đội bạn luôn.
Các bạn chạy đi về luôn, về đi, về đi. Rồi, bây giờ lại có cả màu 3 phía sau nữa. Bắt quân màu 7 nhanh nào, BA tiếp theo tới đủ chim sẻ. Đào một châu quân. Thật châu quân. Chưa vội đào vàng hay ghi đến việc lên 4 ở thời điểm này. Nhà BA thứ 7 được thiết kế đây rồi. Các bạn lại có tân quân tiếp viện và sẻ đang cố gắng để giữ lại con dốc này. Chờ tân quân của mình đẩy lên. Chú ý. Chạy ngang cùng R, điều R đội bạn. Gần 1 lít là thăm lại tại dành cho đủ chim sẻ rồi. Bắt đầu bung nhà chính ra để có thể khai thác vàng. Nâng cấp bổ vàng luôn. 7 nhà BA sóc đều. Vừa sóc quân vừa đào vàng lên 4. Tới từ cái đủ chim sẻ. Thông tin báo về bên kia màu 7 chỉ có 55 dân tới từ đổ thành thôi. Sẻ là 6x dân rồi. Vẫn đang có một thế trận khá là ổn dành cho bộ đội chúng ta. Còn bo 2 lớp. Và 118/132 đó thắng lại tại dành cho game thủ sự triển áng của đội bạn đang muốn đi ốp sẻ với cả tiểu tướng ngư và cả game thủ đồ thánh. Cái nhà chính 98 cứ phải chạy đi kìa. Đội bạn chuẩn bị đưa quân đến đấy rồi. Và một tên ốp tới từ đội bạn vào nhà của game thủ chính trẻ. Đang dàn quân ra để có thể đấu quân đội bạn. Ra đạt được 600 vàng, đội bạn đã dùng tiểu tướng ốp luôn rồi. Và 113 là thắng lại tại dành cho đội chim trẻ nắng. Đối phương đang lao vào nhà trẻ với tân quân cực kỳ to. Cái này liệu đỡ được không đây khi mà đối bạn có tân quân tiếp viện đây rồi. Cả màu 7, cả màu 3 lao vào, sẽ được chờ tân mới. Tân mới nở ra 7 cung R. Hơi khó để đỡ tân này thật sự, đông quá. Rất đông. Và quay rồi. Như vậy tỷ số được dùng ăn cho con 1-2 dành cho bộ đôi tới từ cộng đồng A Trung Quốc. Vài đấu mà sẽ dồn quân lên nhà tiểu tướng ngư hơi chậm, đơn giản là quãng đường di chuyển nó rất là xa. Nhưng mà chạy từ 3 giờ đến 11 giờ thì 98 vào một mình thì cũng không ăn thua. Rồi, hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Trận thi đấu thứ tư trong kèo 22 xe. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 thì cho bộ đôi tiểu tướng ngư và đổ thánh rồi.